Hello, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với video của giá xe Kia. Em là Lệ, hiện tại đang công tác tại chi nhánh Kia Mazda Bình Triệu. Trong clip ngày hôm nay, em sẽ so sánh đến với anh chị hai phiên bản số tự động của dòng xe K3. Đó là phiên bản 1.6 Premium và phiên bản 2.0 Premium. Thì clip này em sẽ chia nó ra làm hai phần. Phần đầu tiên thì em sẽ nói về giá cả, sự chênh lệch giá cả của hai phiên bản. Và phần thứ hai em sẽ nói sự khác nhau về tính năng của từng phiên bản. Đối với dòng xe 1.6 Premium và 2.0 Premium, bên em hầu như là có xe giao sẵn đủ màu cho quý anh chị nhé. Thì nếu mà quý anh chị muốn lựa màu nào hay đặt xe màu nào thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0903567634. Và thuế trước bạ đối với dòng xe lắp ráp trong nước thì nó sẽ kéo dài đến 31 tháng 5. Sau 31 tháng 5 thì mỗi xe của mình về giá xe lăn bánh nó sẽ tăng thêm là khoảng 35 cho đến 40 triệu nữa nha quý anh chị, tùy theo phiên bản ạ. Dòng xe Kia K3 thì nó sẽ có 4 phiên bản số tự động, trong đó nổi bật có một phiên bản 1.6 turbo và một phiên bản số sàn, còn lại là số tự động. Có một phiên bản 2.0 Premium như em đang giới thiệu nha quý anh chị. Rồi, em sẽ đi sâu vào chi tiết của từng phần. Đối phiên bản 1.6 Premium thì giá xe hiện tại là 669 triệu. Và lăn bánh trong thành phố Hồ Chí Minh tạm tính là 728 triệu. Đối với phiên bản 2.0 Premium thì giá xe hiện tại của nó là 689 triệu và lăn bánh trong thành phố Hồ Chí Minh tạm tính là 748 triệu. Tức là về mặt giá cả thì hai phiên bản này chênh lệch nhau khoảng 20 triệu nha quý anh chị. Rồi, ok, thì đối với cái dòng xe này mà nếu mà quý anh chị mua trả góp thì hồ sơ trả góp rất là đơn giản, quý anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng. Còn về hồ sơ tài chính thì bên em sẽ bao đậu cho quý anh chị nhé, nên quý anh chị cứ yên tâm. Rồi, ok, em sẽ đi sâu vào chi tiết của từng phần của chiếc xe. Thì đối với hai phiên bản thì về cụm đèn pha của nó đều sử dụng là đèn pha full led và nó có dải đèn led chạy ban ngày cho xe mình nó rất là ấn tượng nha quý anh chị. Và cái phần đèn sương mù ở phía dưới á, thì nó cũng là đèn led luôn đối với cả hai phiên bản. Ngoài ra phần đầu xe còn được trang bị cho quý anh chị là 4 cái cảm biến giúp cho người lái có thể phát hiện vật cản khi mà mình di chuyển để đảm bảo người lái xe một cách là an toàn nhất nha quý anh chị. Thiết kế về mặt ngoại thất thì nó sẽ khác so với người anh em Kia Cerato. Rồi, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bản xe đó là động cơ trái tim của chiếc xe. Thì đối với phiên bản 2.0 Premium thì dung tích xi lanh của nó là 2.0, công suất phát ra của nó là 159 mã lực, mô men xoắn cực đại là 194 Nm, đi đôi với hộp số tự động 6 cấp. Và bố trí khoang động cơ thì nó lớn hơn so với chiếc 1.6 Premium. Và đây là động cơ của phiên bản 1.6 Premium nha quý anh chị. Tất cả đều sử dụng một động cơ là 4 máy, nhưng đối với phiên bản 1.6 thì nó sẽ nhỏ hơn một xíu. Thì cả hai phiên bản đều có nếp đại khoang động cơ ha, được bố trí rất là hợp lý với cái hốc lá gió ở trên cao. Và có hệ thống dầu phanh này, rồi hệ thống nước làm mát, nước rửa kính. Bình cả hai sử dụng đều bình ắc quy, bình pinaco thuộc dạng bình khô nha quý anh chị. Thì mình có thể kiểm tra được cái tình trạng ắc quy thông qua con mắt, nó sẽ báo hiệu lên màu sắc. Nếu màu xanh thì ok này, màu đen thì mình cần phải kiểm tra, còn màu trắng thì coi như mình phải thay thế cái bình rồi. Đó. Rồi mình sẽ đi sâu vào cái phần đuôi của chiếc xe này. Thiết kế của chiếc Kia K3 nó rất là đặc biệt là những cái đường nét đứt đoạn đèn led ở phần cụm đèn hậu thì tạo chiếc xe mình nó ấn tượng hơn và nhìn nó thể thao hơn. Với cái phần Oppo được bố trí ở bên trong ha, để tăng thêm tính thẩm mỹ cho chiếc xe. Phía sau còn trang bị cho quý anh chị là 4 cái cảm biến lùi, tích hợp thêm camera lùi để giúp cho người lái lùi vào độ xe một cách an toàn. Đặc biệt nếu mà quý anh chị để ý thì ở cái phần tấm phản quang nối giữa hai cái đèn hậu, ở một số khách hàng người ta có thể độ lên một dải đèn led cho chiếc xe mình nó ấn tượng hơn, có thể độ được nha quý anh chị. Rồi, em sẽ cho quý anh chị xem về cái khoảng không gian cốp của chiếc xe Kia K3. Thì cả hai phiên bản đều có cái thể tích và dung tích cốp nó như nhau hết nha quý anh chị. Và chiều dài tổng thể của xe, chiều rộng, chiều cao đều như nhau hết ạ. Chiều dài tổng thể của xe là 4560 mm, chiều rộng là 1780 mm và chiều cao là 1445 mm. Cái thể tích
kho hành lý nhìn rất là rộng, mình có thể để đến vài vali lớn đều được nha quý anh chị, bộ gọi đánh golf đều được hết luôn ạ. Và ở dưới nó sẽ có mâm xôi cua cho mình, nó có bộ đồ nghề tiêu chuẩn đầy đủ hết. Cái hàng ghế thứ hai nếu mà mình chở hàng cồng kềnh á, mình có thể gập lại luôn nha quý anh chị, rất là tiện lợi ạ. Thì cái cốp này nó sẽ có hai cách mở, thì mình có thể sử dụng là chìa khóa hoặc là mình sẽ mở trực tiếp ở phía sau đều được hết nha quý anh chị. Và cả hai phiên bản đều sử dụng chế độ khởi động từ xa đều được hết nha quý anh chị. Nếu mà mình ở trong nhà mình muốn làm mát xe trước khi mình di chuyển thì mình chỉ cần ngồi trong nhà mình để máy đều được ạ. Thì thao tác rất là đơn giản, trên chìa khóa nó sẽ có hướng dẫn là mình sẽ bấm nút khóa cửa hai lần và nhấn giữ nút hôn 3 giây thì xe sẽ tự động mở để được ạ. Rồi em sẽ cho quý anh chị xem cái nội thất của hai phiên bản thì nó giống nhau hoàn toàn hết nha quý anh chị. Cửa gió thì theo dạng thuộc pin của máy bay này. Rồi trên tắp bi cửa thì được bọc nhựa mềm nhưng rất là êm ái ạ. Và nội thất chủ đạo của hai phiên bản thì là màu đen đỏ. Đó. Và trên cái màn hình hiển thị thông tin này như quý anh chị thấy thì nó là 10.25 inch, nó rất là lớn nha quý anh chị. Nó có nối Apple CarPlay và Android Auto, có nối Bluetooth để nghe nhạc đầy đủ hết. Cả hai phiên bản thì đều có sạc không dây, đây là chìa khóa cụ thể của chiếc xe này. Quý anh chị thấy nhìn cận cảnh được thiết kế nhìn rất là đẹp mắt nha. Điều hòa thì tự động, hai vùng độc lập. Và cả ghế tài, ghế phụ của hai phiên bản thì đều có làm mát và sưởi luôn. Thì nó sẽ có 4 chế độ lái cho mình chọn ha. Normal, Eco, Sport và Smart luôn. Rất là hiện đại. Đấy. Và trên vô lăng thì như quý anh chị thấy thì vô lăng của xe thì nó sẽ được bọc da này, tích hợp những cái nút điều khiển âm thanh như chế độ điện thoại nghe gọi rảnh tay. Hệ thống ga tự động của Cruise Control đều có hết nha quý anh chị, gương tự động chống chói luôn. Rồi em sẽ mời quý anh chị xem vào cái nội thất của cái chiếc xe 1.6 cũng như là 2.0 thì thực ra thì nó giống nhau hoàn toàn hết, nó chỉ khác nhau là ở cái khối động cơ thôi. Và chênh lệch với nhau và giá tiền, còn về tính năng thì cả hai phiên bản đều giống nhau, đều có cửa sổ trời ha. Thì nó tăng thêm cái độ thông thoáng cho chiếc xe. Đấy. Mình có thể đóng mở bằng điện được hết luôn nha quý anh chị. Rồi mình sẽ coi về cái khoang người ngồi của hai phiên bản thì ghế tài của nó sẽ là chỉnh điện và nó sẽ có nhớ ghế hai vị trí. Đó là một tính năng mới so với lại người anh em cung cấp là Kia Cerato. Vô lăng thì được bọc da, cầm rất là vừa tay luôn nha quý anh chị. Đây là cái cụm đồng hồ hiển thị đa thông tin, nó thể hiện những cái thông số cần thiết cho trên xe. Và cái tính năng làm mát thì nó cũng là một cái sự khác biệt so với lại người anh em Cerato. Rồi, ok. Thì đây là cái nội thất ở hàng ghế đầu tiên. Và cái xe của mình thì khởi động start top một lần nhắn luôn nha quý anh chị. Rất là tiện lợi ạ. Và cái khoảng không gian và tầm nhìn của chiếc xe nó khá là thoáng. Nó có hệ thống điều hòa tự động luôn. Và đèn pha thì tự động bật tắt theo ánh sáng. Nó có lẫy chuyển số trên vô lăng thì mình có thể về số lên số. Đó là một cái tính năng mới so với lại Kia Cerato. Và em mời quý anh chị xem về cái khoang ở hàng ghế thứ hai, mình ngồi nó có rộng rãi thoải mái hay không nhé. Và em cao trên 1m7 thì ngồi rất là thoải mái. Và cái tư thế ngồi nó sẽ phù hợp với lại cái tư thế của người ngồi, nó không có quá đứng và mình đi đường xa nó không có bị đeo lưng đâu nha quý anh chị. Và hiện tại bên em đang có xe lái thử, nếu mà quý anh chị có điều kiện thì cứ liên hệ trực tiếp với em để cùng trải nghiệm. Nếu mà mình không có thời gian thì em sẽ chạy xe đến tận nhà để cho quý anh chị trải nghiệm thực tế nhé. Ở phía sau thì nó sẽ có cửa gió điều hòa này và nó có cổng sạc cho mình. Đèn đọc sách ở phía sau là dạng LED luôn nha quý anh chị. Xe thì được trang bị cho quý anh chị là 6 túi khí, cân bằng điện tử, ổn định thân xe, phanh khẩn cấp, khởi hành ngắn dốc đều có hết. Xe rất là hiện đại. Đấy, quý anh chị xem lại một phần nữa là nội thất của hai phiên bản nhé. Đỏ đen, xe nó rất là sạch và nhìn rất là sang luôn ạ. Ở phía dưới như quý anh chị thấy nó có cái cổng USB để sạc luôn ạ. Là cổng sạc cũng là cổng USB nha quý anh chị. Ở đây là cái bố trí ở hàng ghế đầu tiên khi mà mình ngồi từ hàng ghế thứ hai. Rất là thoáng, tầm nhìn rất là lớn, rất là rộng. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em. Nếu thấy video của em hay, hãy like, subscribe kênh giúp em nhé.